Xin chào các bạn, hôm nay là lý CESA Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu bạn một cái mẫu vòi bếp lạnh của CESA mang mã hiệu là K035C. Đây là một mẫu vòi nước lạnh gắn tường, gắn trên mặt bàn của CESA. Với thiết kế của cái vòi này là một cái vòi với cần vòi là cùng vòi gạch ngang. Và mẫu này thì chất liệu được làm bằng đồng thau mạ brom niken với lớp mạ rất là sáng bóng. Và khi các bạn mua cái vòi CESA này thì nó không có bao gồm dây cấp nước. Logo CESA đã được in chìm ở trên cái tay vạt của vòi, được in chìm rất là sắc nét. Và hiện tại thì cái mẫu vòi K035C này thì nó có cái chiều cao của vòi là nó cao 34,5 cm, còn chiều cao đầu vòi của nó là cao 22,5 cm. Và mẫu này rất phù hợp để sử dụng cho những cái chậu inox đặt trên bàn. Và cái mẫu này thì nó cũng có thể xoay vòng được tới 360 độ. Và hiện tại thì mẫu này thì đang được bán tại đại lý CESA Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.